Con mà bự thì càng bự nó càng khỏe, càng lâu chết. Mới rửa xong rồi ha các bạn. Sếp Vương với Nghiệp mà. Lúc mang vào rồi. 30 kg. Mình đang phải lựa crawfish là 30 kg crawfish mà lựa từng con một để xem con nào chết là phải bỏ đi. Đây, một đống con chết đây các bạn. Một đống con chết hoặc là tạm thời ngất xỉu thì là bỏ sang bên. Đấy, xong rồi lâu lâu mình đụng vào nó, con nào mà nhúc nhích nhiều á thì cho lại. Kiểu tỉnh lại á thì cho lại. Đấy là anh Hùng bảo bí quyết là phải thật là tươi. Chứ mà để con chết vào á là xịt thịt nó dã ra. Ủa nhưng mà nó có bị mùi ảnh hưởng đến cái nồi của mình không anh? Nếu mà nó chết không, nhưng mà mình ăn trúng cái con đó là không. Đó các bạn. Nó ăn ngon là phải. Đấy, cực. Phải làm bảo cực đúng rồi. Con này rụng càng nhưng mà vẫn sống. Đây đây, con này chết này các bạn. Sau một hồi đi làm đi phát hiện ra là này này. Con nào mà nó duỗi thẳng đuỗn này là các bạn. À là nó sống bảo chết rồi. Lộ bài lộ thôi. Thiệt luôn. Không, không đây. Đúng mà, đây con nào nó duỗi thẳng đuỗn như này nó thẳng đuột luôn đó các bạn. Thì là nó chết sạch gạch rồi. Đó. Nó không còn nhúc nhích gì được luôn á. Đây con này như thế này. Đó. Còn những con nào nó còn hơi co co lại một chút là tức là cái cơ chắc nó vẫn còn đấy. Đây con này nó nhúc nhúc được tí nhưng mà vẫn coi như là dạng đang tỉnh này nên nó xỉu ấy. Nó xỉu. Lát nữa mình sẽ đụng một lượt xem con nào mà sống trở lại thì nói chung là đằng nào thì các bạn này cũng chết thôi nhưng mà chết một cách có ý nghĩa để cho mọi người thưởng thức thì đỡ hơn. Chết ngắt rồi. Đó con này thằng đuốt này thấy không? Bí quyết mà mình nếu mình không biết đúng hay không nữa. Mới nhặt được có 15 phút thôi mà lại bài đặt bí quyết như thế. Ồ con này khỏe này, đấy luôn. Size này của mình mua ấy con này khỏe quá. Size này mình jumbo. Mua nó gọi là size jumbo nhưng mà nó cũng vẫn mix, nó vẫn cũng jumbo luôn này. Yeah. Thì có những con mà đặc biệt mà bự ấy. Có chút xíu vậy thôi chứ còn. Thì là những con như thế này. Này các bạn nhìn thấy không? Đó. Những con mà bự thì càng bự nó càng khỏe, càng lâu chết. Đây, mình sẽ để ở đây gần mặt mình cho các bạn biết. Nó càng khỏe nó càng lâu chết. Còn những con mà chết thường nó bé bé hơn chút. Em nghĩ anh Hùng nên cái này không? Là rửa hay là ngâm cho nó tỉnh nha anh? Đâu rửa sạch rồi. Vừa rửa vừa ngâm á. Mà vừa mình tại ngâm là lát nó xỉu nhiều lắm á. Nè con này ngâm nó xỉu lắm. Không cần. Nó xỉu rồi đó. Bất tỉnh rồi. Bất tỉnh nhân sự. Anh nghĩ chắc giờ mình vô là. Anh nghĩ coi sơ qua thấy con nào mà có khả năng chết thì mình bóc ra thôi. Sáng nay Ly mua là quen một anh từ Louisiana. Louisiana là cái vựa crawfish của nước Mỹ á. Thì anh ấy là anh nhà ở Houston nhưng mà cái mùa crawfish là hàng ngày nha các bạn. Everyday là anh ấy lái từ Louisiana, lái từ Houston qua Louisiana lấy crawfish xong mang lại hàng ngày luôn. Thì cái mẻ này là anh mới lấy tối hôm qua. Và hôm nay gần 200 ngàn một ký crawfish sống nha các bạn. Còn tiền mà Ly mua các nguyên vật liệu này kia nữa thì là nó cũng thì là chỗ này là 63 pound là cho khoảng 270 đô gì đó là tính ra tiền Việt chắc 6 triệu à cỡ đó. Đó 6 triệu tiền có thích cho 30 người ăn nha các bạn. Còn cái tiền mà mua nguyên liệu cũng rất là mắc nha các bạn, bây giờ giá cả quá trời luôn nên là mua cái gọi là các phụ gia rồi mua này kia để mà ăn kèm crawfish ấy. Cái này sẽ ăn kèm bắp với cả khoai thì là nó là mua cũng hết luôn 200 luôn là khoảng 4-5 triệu gì đấy nữa luôn là tổng cộng là 10 triệu cỡ đó đó các bạn. Trời ơi sao nghe 10 triệu tiền ăn nghe ghê quá. Nhưng mà đây là Ly với cả bạn Uyên này với cả bạn Nhi ấy là hùn lại trong một cái dịp đặc biệt là tụi Ly có một cái sự đặc biệt nên hùn lại để đãi công ty. Đây bạn Uyên là
designer UX trong team product là cùng cùng làm việc với Linh. Xuống xuống design công profit đi. Design bạn Uyên chính là người vẽ ra các cái phần mềm công ty đang bán cho khách hàng á. Cái con này bỏ trên khô nó trong nó sống cẩn thận. Yeah, đúng rồi. Bỏ vô nước thử rồi, chiều này nó chết hết rồi. Con này nó không hiểu nó là cái nhìn thì nó giống con tôm nhưng mà nó khỏe gấp không biết bao nhiêu lần con tôm cho lên trên là cái chết luôn liền hay nghiệp. Nó kêu là nó kêu là tôm hùm đất mà. Ừ, hùm đất. Khỏe ghê vậy. Đó, rối, chân đấy chưa? Rối là chết các bạn. Tại vì do cái nước của mình nó nhiều độ pH đó, nên là nó dễ bị xỉu lắm. Đây, bây giờ mới rửa xong rồi ha các bạn. Sếp Vương với Nghiệp giúp mang vào rồi. Đó. Đây, 30 kg. Nấu chi da đây bơ đờ. Rồi nguyên liệu đây nha các bạn. Gồm có ở đây là món này là món anh Hùng tự nghĩ ra luôn. Đây thì nguyên liệu là nó gồm có rau răm, rất nhiều rau răm thì nó giống kiểu của ốc len xào dừa, cam tươi nha các bạn, có thêm xúc xích với cả bắp với khoai để ăn cho mình có tinh bột đấy. Nguyên liệu không thể thiếu là bơ, rất là đặc trưng và nó rất là hợp với cả profit. Thì bình thường là nấu profit là giống như là luộc lên xong nấu vào cái nồi rất là vừa, nhưng mà với cái này là lần này em muốn xào thì là ba cái chảo này, chảo như này xào. Đây là một mình anh Hùng, cũng là anh Hùng luôn, mình anh Hùng mát rồi sẽ nấu cho 30 cái miếng ăn. Đây cho cái nồi này, đây là có cam bắt vào này, đây nguyên thỏi bơ, như cả ngô, nghe lộn. Cái này nó có yếu quá không anh? Cái bếp á? Này yếu đúng không? Cái này đang luộc xong mới xào. Đặc trưng của nấu cam là rất nhiều tỏi nha các bạn, rất nhiều tỏi. Chị tâm à. Đây là cái bột đặc trưng của Crawfish này các bạn, bột nấu đặc trưng của Crawfish. Nó nấu được cả tôm cả cua nữa, nhưng mà đặc trưng là của Crawfish thì là nó có chủ yếu Linh thấy là muối với cả ớt thôi. Cái vị ở đây nó gọi là vị Cajun. Đây là cái bột này từ Louisiana, đây là tiểu bang mà trồng nuôi Crawfish nhiều nhất nước Mỹ. Từng này cái bột rất nhiều đấy các bạn, mà lấy ra là nó màu như thế này, nhiều ảnh dữ vậy. Rồi bây giờ cho mọi người nấu xong rồi xem sản phẩm nha, mình review mình ăn thử mọi người nữa. Đây các bạn phải dùng cái bếp khò kiểu này này, đó mới đủ nhiệt để đun cái nồi này. Rồi bếp nó mạnh quá, đi đứng gần mà thấy nó phừng phừng phừng. Rồi đây, anh Hùng đang xào. Bật cái đèn lên không ta? À, bật cái hút mùi lên không ta? Mỗi lần một chảo như này được mấy bao hả anh? 5 bao ạ? À? Sao được 5 bao thiệt không anh? Chả nhìn bé mà. Ôi, vắt cam là vắt, không được vắt trước mà là vắt trực tiếp này hả anh? Nó tươi đúng không? Này các bạn, đây gọi là ăn tươi nuốt sống. Nhìn hơi dã. Nhưng mà hải sản là phải nấu này chứ đâu có để chết được đâu. Hải sản nấu như này mới là đúng này. Dễ dụ. Đây, đào thử vài cái nhé. Chị quay Instagram bác em chưa? Ừ. Thêm các bạn. Đó, rồi anh Hùng làm mất. Hand for scale nè. Ngon quá. Nó phải dùng hẳn cái bếp khò này các bạn, nó mới đủ nhiệt chứ cái bếp ga ở trong nhà nấu không được. Mình có cái nồi cao không nấu được hay gì? Cái này xào ấy, chứ nó không phải là nấu. Để rau ăn với đó. Ừ. Đây các bạn.
mình nấu ăn ở đây là được ngắm view con hươu cao cổ với mấy con chó hết chơi với nhau. Con hươu cao cổ nó cô đơn quá các bạn ơi. Thường nó có nó nhìn mấy con này chơi mà giống như là nó muốn được vô ấy, ê chúng mày cho tao chơi với kiểu vậy đó. Thương không? Con này nhìn bự vậy thôi mà được có hơn tuổi à? Gần 2 tuổi à? Chưa đến 2 tuổi sao? Đó, đẹp chưa các bạn? Trời ơi, mình thích ngắm con này dễ sợ ấy. Nó đẹp ghê gì đâu mà tội nó quá. Quên ơi, nhìn con nó ngóng mấy con này chơi nhau tội không? Nó kiểu ê tao chơi với. Ok các bạn ơi, đây là mẻ đầu tiên nha các bạn. Ly được anh Hùng cho phép ăn thử chứ không phải là Ly ăn bụng trước nha. Ok, lấy một con good size ăn thử này. Chấm một cái nước này. Đây, bóc crawfish, mình cũng biết mình bóc có chuẩn hay không nhưng mà bóc cái đầu ra, mình sẽ hút cái phần này, cái phần gạch của nó. Ngon. Để được ăn mình cái bình mới biết là vị nó thấm hay không nha. Thử gác thôi ta, ở đây, thử vứt cái này đi đã. Em chấm cái trên nước này cũng được. Rồi bây giờ ăn mình cái mình nha các bạn, thì mình cũng không gọi là bóc, cũng không phải là chuyên nghiệp lắm đâu. Nhưng mà các bạn bóc ra, lôi con này ra. Không hình như có cái cách bóc nào mà chuyên nghiệp mà mình lấy được cái mình của nó, à mà lấy được cái phần cứt của nó luôn đó. Là đây đây, nó tuột ra này. Ok, rồi. Cái phần này mình chấm đấy cả. Chấm bóc cái này. Yeah. À anh bóp cái đuôi. Rồi, rút cái đó trước đúng không? Nào ok. Rút cái đó trước xong mới ăn cái này. Vị ngon quá anh Hùng ơi. Ngon quá. Em nghĩ nào. Xuất sắc các bạn ơi, xuất sắc. Chưa bao giờ ăn món này. Tôm hùm xào dừa. À quên, crawfish tôm hùm đất xào dừa. Đây nha các bạn, đây là hội ăn bụng nha. Đó, đây là mẻ mới. Đây là anh Lam nói là mấy con chết này sẽ dành cho những bạn nào mà không làm gì hết. Đó, lười chỉ ăn thôi sẽ được ăn mấy con chết này nha. Hàng gút hả? Càng ngày càng nhiều người bu quanh vô đây. Một tay. Thấy cái thế làm là đạp rồi đó. Ờ. Được cái thế rồi. Được giải tư thế rồi đó. Hồi nó thùng ra ủa sao quỷ nó lại vậy? Rồi được rồi. Được. Cắt rồi, cắt ở đây rồi, cắt rồi, anh Hùng trả lại nó anh Hùng. Sao nó chín quá. Ờ. Anh ơi, bỏ cái xúc xích là bỏ lúc nào ạ anh? Lúc nào cũng được, chút đến bỏ chung với bác anh lại. Ờ. Là bỏ chung cái thùng kia hay bỏ đây? À ok. Đây để nó đi lại cái nước sốt. Ờ ok. Lúc nào thì biết nó được hả anh? Không nếm sao biết lúc nào nó chín? Cái tiếng. Cái tiếng gì ạ? Cái tiếng xào xào của nó đó. Kinh nghiệm đó. Ờ. Tức là anh sao lên là anh thấy cái tiếng nó đụng nhau. À cái tiếng gì? Cái tiếng của nó. Oh. Hay quá ta. Đó các bạn. Không cần nếm mà vẫn biết là khi nào nó chín là nghe cái tiếng nó đụng nhau nó khác cái lúc nó sống. Không biết khác chỗ nào. Tại vì khi mà nó chín á cái vỏ của nó giòn. Nó giống như nó xốp lại. À. Thì mẹ nó xào xào nó khác. Cái tiếng là lúc mà nó chưa chín. À.
Rồi đây mẻ đầu tiên nha các bạn. Đúng đúng chị. Nào. Có chừng nó thụt xuống đó. Chắc phải 2 3 nữa. Chắc phải ở đó phải bông như vậy các bạn. Đây mẻ đầu tiên nha các bạn. Rồi tập trung ăn chồng nha. Mỗi người lấy về cho ăn trước thôi nha. Nó không cần kêu đâu, cái này món này không cần kêu em. Ok. Rồi. Rồi hấp dẫn. Rồi thôi mọi người tập trung bỏ đi rồi. Ê, hấp dẫn nha. Xoay nó ra. Cái đôi nè. Xong rồi. Cốt còn chạy ra. Chị đứt rồi. Không được rồi. Cách ăn truyền thống đi. Đó đầu tiên là nhúng đồng. Cho các bạn. Rồi. Ừ. Cái mẻ này nó đậm hơn, nó ngấm hơn, nhiều ngon hơn lúc nãy luôn á. Thôi thì mọi người cứ rồi, lấy chỉ ra mốt là các bạn ăn thôi. Cái này là rút cái đấy ra này. Đó, rồi rút được cái đuôi của nó ra. Rồi các bạn. Rồi ngon. Ngon lắm luôn á. Mà nó tươi thịt nó sần sật đó. Ngon quá, ngon quá. Còn quên cả chấm á, đáng lẽ phải chấm cái nước này nữa. Rồi, rồi, rồi kết thúc ở đây thì mọi người còn ăn cùng chứ không giờ mình quay này mọi người đứng nhìn thôi mà không ai ăn. Đây các bạn ơi, đây là tăng 1. Xong tăng 1 rồi. Và đợi anh Hùng xào cả lũ. Ăn ngon quá, ăn xong chưa có mẻ nữa. Ra đứng chầu trực này. Đó, cả lũ ra đứng chầu trực bao vây anh Hùng. Đợi anh Hùng xào xong. Giận chưa? Mua ít rồi, có bây giờ chạy mua thêm, nghĩa chạy mua thùng nữa. Khá là một ngọt hả anh? Bí quyết của người ta mà ai cũng quay hết chứ sao được. Hợp lý anh, đúng rồi, hợp lý. Đây đây là dàn. Đã lắm rồi. Bây giờ em thấy người đầu bếp hình anh Hùng cáo một mình thôi mà quá trời. Trời ơi, bao nhiêu người tất cả đây chơi. Anh phải xào lắm ăn hết. Chạy quá mừng quá. Cái chuyện này ông ra đường nói ba cô em quên bấm lên tham rồi bấm gì mang cái máy. Quên hết à, quên hết trơn à. Ba cô có lo luôn. Lên gì tầm này. Chưa cộng giờ rồi thôi nữa. Chưa cộng giờ rồi thôi. Em nhìn cái màu, có cái màu này, màu đẹp chưa? Yeah. Là sao? Không không, đâu có. Ủa, xong rồi à? Chưa? Mấy cái mẹ vừa kia là 5 vừa cũng ra cho mọi người ăn á. Đâm ra nào phải cũng đủ thầm. Ây, không được đâu, không hút. Mẹ mẹ mà mấy mẹ này nó vừa mặn. Thôi để. Bưng cái miếng ở gần đây nè. Rồi bưng một bánh này ra cho nó cứng. Bưng bánh này ra cho nó cứng. Bây giờ, để em mở cửa.
Mẹ thứ mấy rồi ta? Mẹ thứ 6. Đây đây nè, đây nè. Cái mấy cái ấy này nó mềm ra luôn. Ngon này. Ghê á anh. Vô mày vô dùng. Ngon hơn ngoài hàng á. Anh ăn thử chưa? Rồi, bây giờ mới ăn hả? Đây mẹ thứ 6 nha các bạn. Mấy đứa đây nè, nóng nè. Wow. Đây mọi người nghỉ tay anh Rabbit. Dạ. Anh lấy giờ rồi anh. Hơn tí anh làm xong. Cho nó xong bếp luôn nè. Em đây là mẹ cuối cùng nha mọi người. Ủa mẹ cuối cùng hả? Không biết mẹ thứ mấy nữa, hình như mẹ thứ 7, 8. 7, 8, 9 gì đấy luôn á. Không, bọn anh ăn cái mẹ ngoài đó. Mẹ đây mẹ thứ 9 cuối cùng nhìn vẫn hấp dẫn như mẹ đầu tiên. Ngon không? Mùi bé như mọt. Hai bé này bây giờ mới được ăn này. Ăn thử nào. Nãy em ăn được một tô. À vậy hả? Dạ. Ăn thử cảm nghĩ nào. Cảm nghĩ kìa. Có mà. Em có biết em ăn cái gì không Đăng Nghi? Crawfish chị. Nhưng mà cái vị gì em biết không? Coconut. Giỏi, sao biết? Ngủ nóng ở đâu vậy? Có mì kìa ăn. Ngồi làm, không chịu làm, ngồi hóng không à. Cái sốt này ngon lắm mà ăn chung với mì ngon. Ờ, lấy nước rồi. Rồi, ăn xong còn có Starbucks uống các bạn. Tại vì mấy anh đánh bia thua kèo phải mua Starbucks cho mọi người. Rồi mỗi người được một ly Starbucks nữa. Má ơi, hôm nay ăn chắc chắc chị tăng 2 pound luôn hôm nay luôn đấy chứ không phải bình thường. Bây giờ là 4 giờ chiều nha các bạn. Mình ăn từ 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều nha các bạn. 1 giờ. Tạo thiệt chứ. Mình ăn liên tục. Ăn xong uống nữa. Yo. Ủa chị tưởng em uống strawberry gì mà. Tay quá nè. Yo Starbucks mới ghê chứ. Yo. Em ăn này xong rồi em uống này. Chị vô Fast Boy 7 năm mà chị tăng nửa ký là thành công rồi đó. Ngon quá. Rồi. Ăn uống non nê xong xuôi rồi nha các bạn. Bây giờ là 4 giờ chiều ở Fast Boy Marketing. Mấy chị em vẫn bu là Crawfish ăn từ 1 giờ trưa đến 4 giờ chiều. Chưa ăn xong. Đã thế còn muốn thêm nước nữa. Đó, vô sao giảm cân rồi. Rồi, cảm ơn các bạn đã coi video của Ly nha. Xin chào tạm biệt, bye bye.